Dạnh xin mến chào quý vị các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Và chứng hình của quý vị các bạn, đây là những hình ảnh của con đường Thống Nhất nè. Lúc trước đó là con đường Độc Lập quý vị. Hướng này con đường Thống Nhất di chuyển thẳng là cô chú anh chị bạn có thể đi xuống chợ Đầm, nói dài là con đường Phan Bội Châu. Trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị bạn một số hình ảnh của đường phố và buổi trưa, cũng như là em sẽ đi qua cây cầu Sóng Bóng quý vị, cập nhật xem tình hình thử cầu Sóng Bóng đã lưu thông được chưa nha. Thì lúc sáng thì em có đi nhưng mà cầu Sóng Bóng chưa có lưu thông. Bây giờ em sẽ mời cô chú chị bạn qua bên xem tình hình cầu Sóng Bóng đã xe đã được đi chưa. Đoạn này là gần với bộ phận thông tin nữa mày. Trước màn quý vị là con đường 2/4 giao với Trần Quý Cáp. Để bên tay phải bên con đường Trần Quý Cáp là cô chú bạn sẽ đi qua chợ Đầm cũng được luôn. Di chuyển qua đây là những hình ảnh của đường 2/4. Trước nó là con đường quốc lộ, bây giờ thì con đường 2/4 này nó vẫn thuộc quốc lộ 1C. Hướng này di chuyển trên đường 2/4 là hướng sẽ đi qua cầu Hà Ra, cầu Sóng Bóng và hướng đi ra phía bắc ra đèo Rù Ri. Còn đi ngược lại là về lại trung tâm của thành phố Nha Trang. Đây, vị trí này có một ngôi trường, đó là trường tiểu học Vạn Hạnh. Lúc trước hình như đó là trường văn hóa. Chỗ này là ngã ba của con đường Sinh Trung giao với đường 2/4. Con đường Sinh Trung là một trong những con đường buôn bán kinh doanh thiết bị dụng cụ nổi tiếng của quận Chợ Đầm của Nha Trang. Đoạn này thì có những cái cửa hàng chuyên bán các cái dụng cụ cũng như là phụ tùng dành cho xe ô tô nữa này. Ngay vị trí này là ngã ba của đường Sống Cồn giao với 2/4 nè. Bên tay phải là con đường Sống Cồn. Và em vị trí này cũng là cây cầu Hà Ra. Qua khỏi cây cầu Hà Ra này, đó là tiếp theo là cây cầu Sóng Bóng. Thời tiết Nha Trang hiện tại cũng đang nắng lắm rồi. Nắng nóng rát da luôn á. Bữa giờ sáng sớm cũng cỡ tầm cỡ 8-9 giờ là nó cũng đã nóng rát da rồi. Như vậy là phía từ xa màn hình của chú với bạn có thể thấy đó là những hình ảnh của cây cầu Sóng Bóng bên đầu phía nam của cầu Sóng Bóng này. Như vậy là xe đã được phép lưu thông rồi quý vị, cho nên là bây giờ là con đường 2/4 đoạn này là xe nhộn nhịp luôn á. Giờ mé bên con đường Sóng Cồn và con đường Trần Phú cũng như là cây cầu Trần Phú, cái lượng xe nó sẽ ít hơn. Cái mé đầu phía nam của cái cầu thì nó có hình vòng cung của mình, đoạn cái cua, chỗ này là cái đoạn cua. Đoạn cua và nó cũng lên dốc xuống dốc nên khi đi qua đây là xe phải giảm tốc độ. Có những cái giải phân cách
giảm tốc độ này. Đây là những hình ảnh đề chữ cây cầu sân bóng này. Những hình ảnh của cây cầu mới, cầu sân bóng có thể lưu thông rộng rãi hơn so với cây cầu cũ. Và hai bên thành cầu thì có những cái đoạn có thể đứng để mà ngắm cảnh luôn. Cây cầu sân bóng mới này được lưu thông cũng là một niềm vui cho người dân, đồng thời nó cũng giảm được cái lượng xe quá tải bên cầu Trần Phú trong năm qua. Cây cầu mới này em có cảm giác có vẻ như nó cao hơn so với cây cầu cũ. Khi đi xuống cái đoạn này qua đầu phía bên kia, đầu phía bắc của cầu Trần Phú thì cảm giác nó hơi dốc xíu vậy. Xuống này là một cái đoạn dốc. Đây là mé đầu phía bắc, ngay vị trí của di tích Tháp Bà. Qua đoạn đầu bên này thì cũng có những cái đoạn gờ giảm tốc. Rõ ràng ngay vị trí này là giao giữa con đường Tháp Bà với con đường 24 và con đường bờ kè Cù Hưng. Bây giờ bắt đầu cái đoạn mé bên này xe rất là nhộn nhịp luôn, đông đúc hơn rồi. Thì từ khi mà cái cầu sân bóng thi công là xe chạy qua con đường Tôn Thất Tùng, sau đó đi qua cầu Trần Phú, còn bây giờ là bắt đầu xe có thể đi thẳng được rồi. Đoạn này là ngã ba của đường số 1 cồn, con đường 24 với con đường Ngô Đến, để bên tay trái là hướng đi qua đường Ngô Đến vậy. Giờ mời cô chú chị bạn đi vòng lại nha. Đi vòng lại là sẽ hướng đi về lại đầu phía nam của cái cầu sân bóng. Đây là hướng đi về trung tâm của thành phố Nha Trang vậy. Hướng từ phía bắc đèo Lù Lì đi về lại trung tâm thành phố đó. Di tích Tháp Bà Ponaga. Trong những ngày qua thì cái lượng khách Hàn Quốc rồi Kazakhstan họ đến di tích Tháp Bà cũng đông lắm mình. Hình ảnh của cầu sân bóng mới rộng rãi hơn, cái cầu rộng hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Hiện tại thì chưa thấy đèn led. Nếu cái cầu này mà lên đèn led nữa chắc về đêm cũng sẽ rất đẹp quý vị. Khách du lịch bây giờ có thể đi xuống phía dưới của cây cầu, không có đi băng qua ngang đoạn này nữa, rất là nguy hiểm.
thì mé bên con đường bờ kè của quý vị sẽ có một cái đoạn đường băng xuống phía dưới cái gầm cầu rồi đi quằn qua đây, qua bên di tích Tháp Bà. Đó là cái lối an toàn dành cho khách du lịch. Khách rất là đông đến di tích Tháp Bà tham quan luôn quý vị. Cầu mỗi bên là hai làn, tổng cộng là 4 làn và hai bên là cái hành lang vỉa hè dành cho người đi bộ, rộng khoảng 1,5 mét quý vị. Cầu khá là đẹp luôn. Và có 3 cái điểm mà cái thành lan can nó nhô ra ngoài để cho quý vị có thể ngắm cảnh. Cái cầu mới nó có chiều dài 330 m, rộng 19 m quý vị. Và nó cách cây cầu cũ là 6 m về phía hạ lưu của con sông Cái. Đây là cái những cái trụ cầu cũ nó nằm bên phía tay phải vậy. Đó, giờ khách Tây họ có thể đi vào trên cầu sông Bóng rồi. Chỗ này là cũng là một cái đoạn cua và nó có cái gờ giảm tốc, nó giống bên đầu mé bên kia của cầu sông Bóng. Hướng này là hướng đi về trung tâm của thành phố này. Giờ này đi chính diện hướng Tây cũng được, chói nắng luôn á. Qua cầu sông Bóng là cái đoạn này nhộn nhịp trở lại như lúc xưa. Chúng hình quý vị là những ảnh của cái cầu Hà Ra. Gọi là bây giờ cầu Hà Ra xe sẽ lưu thông nhiều hơn và bên mé con đường sông Cồn là xe sẽ ít lại. Cầu Trần Phú bây giờ với con đường sống còn, bây giờ những ai mà đi qua bên con đường Phạm Văn Đồng thì mới đi qua bên đó thôi.
xe chạy hướng từ trung tâm thành phố cũng như là đi ngược lại thì đi qua cầu Sông Bóng và cầu Hà Ra hết. Chỗ này là ngã ba của con đường Hà Ra với con đường 24 vậy. Thôi mời cô chú các bạn rẽ qua bên con đường Nguyễn Thái Học thử nha. Con đường Nguyễn Thái Học mà cái đoạn gần với giao với đường Hà Ra này. Và mấy bữa trước cũng đang thi công, đang làm lại con đường mới. Không biết là tình hình thi công tới đâu rồi. Mọi người cùng đi qua đó tham quan thử. Ra này là vẫn còn là đường đất. Nha Trang thì rất là nhiều những cái dự án lớn và các cái tuyến đường cũng nâng cấp lên rất là nhiều rồi. Và vỉa hè khu vực ở trung tâm thì đường nâng cấp rồi, vỉa hè cũng nâng cấp hết. Wow, như vậy là con đường Nguyễn Thái Học xong luôn rồi đấy mọi người ơi. Đó, rất là mới mẻ luôn. Mấy bữa trước đi trên con đường này là trời ơi nó gồ ghề, nó hư hỏng hết. Bây giờ lên đường nhựa hết ngon lành rồi. Các cái quán ở đây buôn bán kinh doanh thì nó cũng sạch sẽ hơn. Bữa trước làm thấy làm cống thôi, bây giờ xong đường luôn rồi, rất là nhanh luôn các bạn. Đoạn mé bên này của đường Nguyễn Thái Học thì nó không có rộng bằng phía bên chung cư A, chung cư B của Chợ Đầm thì nó rộng rãi hơn. Ngay chỗ này là giao với con đường Nguyễn Hồng Sơn. Bên tay trái của chú các bạn là những ảnh của chung cư A. Con đường Nguyễn Thái Học, con đường được mệnh danh là con đường bến xe ngựa ngày xưa. Và một cái đoạn của đường Nguyễn Thái Học gần với con đường Hà Ra thì cũng đã xong luôn rồi. Như vậy là còn con đường Hà Ra đó, vì đường Hà Ra thì chưa có làm. Góc đây là Nguyễn Thái Học với con đường Lý Quốc Sư. Qua mé bên này là những hình ảnh của chung cư B Chợ Đầm. Vị trí này là giao giữa con đường Hai Bà Trưng với con đường Phan Bội Châu. Hai Bà Trưng ngày xưa là con đường Trưng Nữ Vương, nó chính diện với khu vực của cổng Chợ Đầm luôn. Giờ này đi qua đây rất là mát luôn. Góc đây là Hai Bà Trưng giao với Hồ Mỹ Thụ. Con đường Hồ Mỹ Thụ thì lúc trước nó là đường Hồ Mỹ Cảnh.
đây là Phan Chu Trinh. Đứng ngay chỗ này gió mát cực kỳ luôn. Phan Chu Trinh với con đường Hai Bà Trưng. Chung cư B và chung cư 26 Hai Bà Trưng. Đối diện và ngôi trường High School Nha Trang, ngôi trường quốc tế. Và đoạn này là hết đường Hai Bà Trưng, nói dài đây là những ảnh của con đường Hoàng Hoa Thám. Ocean Gate Hotel and Residence lâu nay cái dự án nó đứng lâu nay luôn từ đợt dịch. Và chúng hình về là giao giữa con đường Dây Sen và đường Hoàng Hoa Thám. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.